Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 năm Mạng, năm 2022, vận may chắc chắn sẽ đến, phải chuẩn bị kết để tiền. Vâng, hoan hỉ mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì Diễm Quỳnh thay mặt cho những người thực hiện chương trình, mến chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn và thành công. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm thì chúng ta sẽ có những lá số tử vi khác nhau. Điều tốt, điều xấu của năm 2021 sẽ không còn nữa và thay vào đó là tử vi cho tuổi Đinh Mão, năm Mạng, sinh năm 1987 trong năm 2022. Do đó, bạn cần phải xem tử vi cho tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987 năm Mạng trong năm 2022 nhâm dần này để biết được vận hạn của mình sẽ như thế nào, tốt xấu ra làm sao. Tử vi của tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 năm Mạng trong năm 2022 sẽ phân tích cho quý vị trên 4 phương diện, đó là tiền bạc, công danh, sự nghiệp cũng như là tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Để luận giải điều này thì thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt đã phải dựa vào sao chiếu theo năm và bằng kinh nghiệm hơn 40 năm nghiên cứu về huyền học. Thầy Gia Cát cũng chỉ rõ cho quý vị thấy được bức tranh tổng quan về vận hạn của mình trong năm mới, để từ đó thì quý vị có những bước đi vững vàng và đúng đắn. Xu cát tị hung, đón tài lộc về nhà. Đồng thời, qua phần luận giải này thì thầy Gia Cát cũng đưa ra những phương pháp hóa giải về tử vi cho những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 năm Mạng. Và sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về lá số tử vi cho quý vị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và chiêm nghiệm. Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, năm 2022 năm Mạng, nhà không phải là nơi để tá túc tạm. Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, năm 2022 năm Mạng diễn ra như thế nào? Nhìn chung thì tổng thể vận trình của những người cầm tinh con mèo sinh năm 1987 tương đối lạc quan. Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, năm 2022 năm Mạng. Tử vi tuổi Đinh Mão 1987 năm Mạng, năm 2022 diễn ra như thế nào? Nhìn chung thì tổng thể vận trình của những người cầm tinh con mèo sinh năm 1987 tương đối lạc quan. Trong năm 2022, đường tài lộc của người tuổi Đinh Mão sẽ không bị quấy rầy bởi chính tài quá nhiều. Người tuổi Mão may mắn sẽ được Thái Dương và Thanh Long phù trợ trong năm, cho nên những người cầm tinh con mèo tương đối giàu có. Bản mệnh có cơ hội làm nên một gia tài, nhưng bạn cũng không nên quá tự hào về điều đó. Nhiều người tuổi Đinh Mão cũng sẽ gặp phải hung tinh trong năm nhâm dần, ví dụ như hàm trì, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển hôn nhân và tình yêu của người tuổi Mão. Mặt khác, thiên không mang đến những tổn hại về sức khỏe cho những người sinh năm 1987. Cho nên những người tuổi Đinh Mão nên chú ý hơn đến hai khía cạnh này để cho vận trình năm 2022 được hanh thông, may mắn. Những gia chủ tuổi Đinh Mão cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm. Khi mang theo kim bài thái tuế bên mình sẽ được ngài che chở, hóa giải những xui xẻo và vận hạn của năm. Sự nghiệp đánh giá 4 sao. Những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 có sự phát triển sự nghiệp khá tốt trong năm nhâm dần 2022. Dưới sự ảnh hưởng của Thái Dương, những người tuổi Mão cũng ngày càng lạc quan vào sự nghiệp phát triển của mình trong năm nay. Đặc biệt, những người nam giới tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp trong năm 2022. Tài lộc đánh giá 4 sao. Với sự trợ giúp của các tinh Thanh Long, những người tuổi Mão sinh năm 1987 sẽ phát triển rất tốt trong năm nhâm dần 2022. Năm nay, bạn sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền bất kể là chính tài hay thiên tài. Tài lộc của con giáp này do sự nghiệp thúc đẩy nên người tuổi Mão có nguồn thu nhập rất ổn định. Thậm chí, người tuổi Mão sinh năm 1987 có thể nhận được phong bao lì xì hoặc quà tặng từ công ty. Về phần tài lộc thì người tuổi Mão có thể kiếm tiền một cách dồi dào. Sự chăm sóc của thần tài mang đến những cách tốt nhất để tích lũy của cải và bản mệnh có thể tích lũy được rất nhiều của cải trong năm nhâm dần. Để tiền bạc không thất thoát, quan vận sự nghiệp ngày càng thăng tiến, thầy Gia Cát có khuyên gia chủ tuổi Đinh Mão hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, khi mang theo vật phẩm bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, hóa giải vận xui của năm, mang đến tài lộc và sự nghiệp ngày càng viên mãn cho người tuổi Đinh Mão. Tình cảm đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 năm Mạng cho hay, vận trình tình cảm của những người cầm tinh con mèo có thể gặp chút gập ghềnh. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh hàm trì, năm nay dao động tình cảm của đối tượng tương đối lớn.
mối quan hệ của bạn và người ấy có thể trở nên căng thẳng và sóng gió do vướng phải vận đào hoa. Không chỉ vậy, một số người tuổi Mão còn phải chịu đựng sự dày vò của những mối quan hệ yêu xa. Điều này khiến cho quan hệ của bạn trắc trở. Tài vận của những người độc thân có thể tương đối tốt hơn, nhưng suy cho cùng thì hàm chì lại tác động mạnh mẽ hơn. Những người tuổi Đinh Mão có thể không thích hợp với tình yêu đơn phương trong năm nay. Bản mệnh nên tập trung nhiều hơn vào đấu tranh sự nghiệp và kiếm tiền. Sức khỏe đánh giá 3 sao. Theo tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, năm 2022 nam mạng, thì sức khỏe của con giáp này rất nghiêm trọng trong năm Dần. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không, người tuổi Mão có thể gặp nhiều xui xẻo. Bản mệnh không những có thể lực kém mà còn thường xuyên ốm đau liên tục, thậm chí những người tuổi Đinh Mão có thể gặp những tai nạn ngoài ý muốn. Vì vậy, khuyến cáo những người cầm tinh con mèo sinh năm 1987 nên cẩn thận hơn về ảnh hưởng của thiên không trong năm nay. Đừng để sao hung tinh này gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân. Bên cạnh đó, để có được sức khỏe và gia đạo bình an, quý gia chủ tuổi Đinh Mão cần phải mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi. Đây chính là pháp khí phong thủy được chế tác từ bộ tam hợp quý nhân của người tuổi Đinh Mão, có tác dụng hòa hợp quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời thâu thu tài lộc cho người tuổi Đinh Mão. Hung cát, tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1985, năm 2022 nam mạng, tổng thể tài vận chỉ nằm ở mức bình thường. Trong năm Nhâm Dần, những người tuổi Mão không bị ảnh hưởng bởi thái tuế cho nên ổn định hơn rất nhiều so với những con giáp khác, đặc biệt với sự giúp đỡ và che chở của Thái Dương và Thanh Long, sự nghiệp tài lộc và nhân duyên của người tuổi Đinh Mão phát triển tương đối. Tuy nhiên, về vấn đề sức khỏe, bản mệnh nên cẩn thận hơn trong việc phá hoại, hàm trì và thiên không. Đừng để hai sao dữ này gây nguy hiểm cho sự phát triển tài lộc của bản thân. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Đinh Mão năm 2022 nam mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, đánh giá 5 sao. Người tuổi Mão 35 tuổi có tài lộc rất dồi dào trong tháng đầu tiên của năm Dần. Được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết, nhiệt huyết của những người này tương đối cao. Bất kể những người sinh năm 1987 làm gì trong cuộc sống, bạn đều tràn đầy tinh thần chiến đấu và niềm đam mê trên mọi việc, cho nên thường dễ dàng. Bản mệnh nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực. Tháng 2, đánh giá 3 sao. Vận trình tình cảm của người tuổi Mão 1987 rất sa sút trong tháng 2 này. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh hàm trì, một số người tuổi cầm tinh con mèo có một số đối tượng buộc phải sống xa bạn đời vì một số lý do ngoài sự xâm phạm của đào hoa tàn. Người tuổi Đinh Mão và nửa kia có thể buộc phải sống xa nhau, lòng tin không còn, đôi bên thường nảy sinh nghi ngờ lẫn nhau, khiến cho tình cảm riêng tư trở nên sóng gió hoặc có khả năng tan vỡ. Tháng 3, đánh giá 3 sao. Đối với những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 độc thân, diễn biến tình cảm của bạn trong tháng này cũng tương đối ỉ ạch. Khi sức mạnh của hàm trì tiếp tục ảnh hưởng đến sự phát triển của hôn nhân và tình yêu của bạn. Nhiều người cầm tinh con mèo sinh năm 1987 độc thân có thể bị vướng vào bởi đào hoa xấu trong tháng này. Đặc biệt, người tuổi Mão có thể gặp phải một số hung tinh và người khác phái trong tháng này. Điều này khiến cho bản mệnh rất xấu hổ và thất vọng trong các mối quan hệ của mình. Vì vậy, con giáp này hãy cố gắng đừng để xảy ra chuyện tình cảm đơn phương trong tháng này. Đặc biệt là khi kết bạn với những người khác giới, hãy luôn tỉnh táo, cảnh giác và đừng quá cả tin. Tháng 4, đánh giá 3 sao. Tổng thể tài lộc của những người tuổi Đinh Mão chỉ ở mức trung bình trong tháng này. Người tuổi Mão không bị các hung tinh quấy rầy trong tháng này nên vận trình tài lộc hầu hết đều ở trạng thái tương đối ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tiết thanh minh cho nên bản mệnh có thể không có vận trình tinh thần lý tưởng trong tháng này. Điều này khiến cho những người sinh năm 1987 dễ bị phân tâm hoặc lơ đễnh trong công việc và tài vận của bạn có thể sẽ bị dậm chân tại chỗ khi mà ảnh hưởng bởi trạng thái này. Tháng 5, đánh giá 5 sao. Người tuổi Mão đã 35 tuổi và có những mối quan hệ xã giao được cải thiện trong tháng này, được sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thanh Long. Vận trình các mối quan hệ của người tuổi Mão trong tháng này vô cùng tốt đẹp, bản mệnh may mắn gặp được nhiều quý nhân trong đời. Đặc biệt, một số người tuổi Mão làm ăn buôn bán có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ. Nếu có thể nhân cơ hội này để mở rộng quan hệ xã giao, thì sự phát triển sự nghiệp của bạn dự kiến có thể bứt phá hơn nữa với sự giúp đỡ của quý nhân. Tháng 6, đánh giá 5 sao. Vận trình sự nghiệp của tuổi Mão 1987 cũng rất tốt trong tháng này. Chịu ảnh hưởng của Thái Dương, ngôi sao may mắn tháng này, người cầm tinh con mèo rất có nhiều cơ hội việc làm.
Đặc biệt, một số người tuổi Mão làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước có cơ hội được điều động đi công tác ở nơi khác vì được công ty ưu ái. Nếu họ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công ty giao phó, thì tháng này người tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến và có cơ hội thăng chức. Tháng 7, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, năm 2022 nam mạng cho hay, vận trình tài lộc của những người này khởi sắc đáng kể trong tháng, được sự trợ giúp của các tinh thanh long. Người tuổi Mão sinh năm 1987 rất giàu có trong tháng này. Vận may của bạn hoạt động khá tốt. Về thu nhập tài chính, bản mệnh có cơ hội được tăng lương do phát huy tốt những khả năng mình có tại công ty. Ngoài ra rất may mắn, bạn có thể thu được nhiều lợi nhuận nhờ quản lý tài chính. Tuy nhiên, mặc dù tháng này người tuổi Mão phát triển rất tốt, nhưng bạn cũng không nên chi tiêu quá tay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu không, sẽ dễ ảnh hưởng đến tài lộc. Tháng 8, đánh giá 3 sao. Vận trình sức khỏe của những người tuổi Đinh Mão giảm sút trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không và ảnh hưởng của thời tiết khô và nóng, cho nên một số người cầm tinh con mèo sinh năm 1987 có thể gặp phải một số khó chịu và mệt mỏi trong người. Đặc biệt, ăn quá nhiều thức ăn sống và đồ lạnh có thể làm trầm trọng thêm tình trạng dạ dày của những người cầm tinh con mèo. Vì vậy, các bạn cầm tinh con mèo trong tháng này nên chú ý giữ gìn sức khỏe bản thân. Đồng thời, trong khẩu phần ăn hàng ngày, phải đều đặn thường xuyên, không nên ăn quá no hoặc ăn quá nhiều đồ lạnh, nếu không sẽ làm cho sức khỏe của bạn đi xuống. Tháng 9, đánh giá 4 sao. Vận trình tài lộc của những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng 9 khá tốt. Tại thời điểm này, mối quan hệ giữa người tuổi Mão và gia đình của bạn đã giảm bớt căng thẳng. Công việc của người tuổi Mão trong tháng này tương đối dễ dàng và bạn có nhiều thời gian hơn để đồng hành cùng với gia đình. Vì vậy, thông qua giao tiếp hàng ngày, bản mệnh có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ gia đình. Mọi người đều quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau, gia đạo rất hòa thuận. Tháng 10, đánh giá 4 sao. Người tuổi Mão bước sang tuổi 35 sẽ có những cải thiện về vận trình tình cảm trong tháng này. Bởi sự phù hộ của các cát tinh, một số con giáp độc thân sẽ tỏa sáng trong tháng này. Thậm chí, họ sẽ có rất nhiều cơ hội để thoát khỏi cảnh độc thân. Vì vậy, nếu những người tuổi Đinh Mão đang có ý định yêu thì bạn cũng nên thử xem. Biết đâu, bạn thực sự có thể gặp được định mệnh của đời mình. Tháng 11, đánh giá 4 sao. Khối lượng công việc của người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng này tăng lên đáng kể. Năm mới đang đến gần, công ty sẽ giao cho nhiều nhiệm vụ và công việc hơn cho người tuổi cầm tinh con mèo. Do đó, người tuổi Mão 35 tuổi có vẻ bận rộn trong tháng này. Theo đó, bạn cần phải giải quyết nhiều công việc tẻ nhạt. Điều này khiến cho những người tuổi Mão hơi nóng nảy, nhưng suy cho cùng, đó là nhiệm vụ. Bản mệnh không nên cáu gắt mà nên đối xử tốt với công việc, điều chỉnh tâm lý và làm việc chăm chỉ. Tháng 12, đánh giá 3 sao. Tài lộc của những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 có thể sẽ sa sút hơn trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi thời điểm cuối năm, một số người cầm tinh con mèo có thể bắt đầu chuẩn bị cho Tết. Việc này cũng đòi hỏi bạn phải chi tiêu khá nhiều. Vì thế mà người tuổi Mão có thể sẽ bị gặp một số rắc rối về tài chính do quá tay chi phí trong tháng này. Vì vậy, người tuổi Mão nên làm gì khi mà mua sắm đồ Tết trong tháng này thì cũng không nên quá xa hoa, lãng phí, nếu không có thể làm suy yếu về tài vận của bản thân. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, nam mạng trong năm 2022 nhâm dần. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, nam mạng. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm mới, năm 2022, đầy hứa hẹn về tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.